À, chúng ta qua bài viết là số 7 trang 23 Skill Practice A của sách bài tập book chương trình tiếng Anh lớp 8 Try On. Complete the task with the objective from the list. Hoàn thành cái đoạn cái bài đọc này, cái đoạn văn này với những cái tính từ trong danh sách đây. Chúng ta có beautiful là đẹp, heavy là nặng, quiet là yên tĩnh, clean là sạch sẽ, air là không khí cho điền vô. Hi, see you, Sylvia. Ciao, Sylvia. How about going on a day trip to the countryside this weekend? Chuyến đi về miền quê vào cuối tuần này thì sao? Nó gì như thế nào đó và nó có cái gì cảnh đẹp đúng không? Nó rất là yên tĩnh đúng không? Và nó có nhiều cảnh đẹp. Chúng ta có thể hít thở không khí trong lành ở đây là clean air. Away from all heavy traffic and air pollution in the city. What do you think? Đây, đáp án. Chào Sylvia, chuyến đi thế còn chuyến đi một ngày về miền quê vào cuối tuần này thì sao? Nó là ở đó rất là yên tĩnh và nó có cảnh đẹp. Chúng ta có thể hít thở không khí trong lành, tránh xa khỏi heavy traffic là giao thông và air pollution in the city và ô nhiễm không khí trong thành phố. What do you think? Bạn nghĩ cái gì đây? Ok, số 1 là quiet, số 2 là beautiful, số 3 là clean, số 4 là heavy và số 5 là air. Rồi bài tiếp theo, bài số 8, sử dụng những cái fact file để viết một đoạn văn về Paris nước Pháp khoảng 80 tới 100 từ. Đây, thành phố của ánh sáng, name tên là Paris, vị trí phía bắc của nước Pháp, dân số 2,2 triệu người, có thể làm gì, xem gì và làm gì. Thì chúng ta có tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, nhà hát, rạp chiếu phim, cuộc sống về đêm rất là thú vị, exciting night light. Nickname là thành phố của ánh sáng. Thì dựa vào cái dữ liệu này chúng ta có thể viết như thế này đây. Đây, Paris là thủ đô của nước Pháp, nó nằm ở phía bắc của đất nước và nó có dân số là khoảng 2,2 triệu người. Có rất nhiều thứ để xem và làm ở thành phố này. Bạn có thể đi thăm những tòa nhà nổi tiếng giống như là tháp Eiffel và bảo tàng Louvre. Thành phố này thì còn đầy nhà hát và rạp chiếu phim để giải trí. Nó có cuộc sống về đêm rất là thú vị. Mọi người gọi nó là thành phố của ánh sáng bởi vì nó rất là đẹp vào ban đêm. Paris thật là một cái nơi hoàn hảo cho kỳ nghỉ. Paris is the capital of France. It's in the north of the country and has a population around 2.2 million people. There are lots of things to see and do in the city. You can visit famous buildings like the Eiffel Tower and the Louvre Museum. The city is also full of theaters and cinemas for entertainment. It has exciting night light. People call it the city of lights because it's very beautiful at night. Paris is the perfect place for a holiday. Rồi ok, cái bài 9 của chúng ta luôn. Viết một câu chuyện về một cái tạp chí tuổi teen, cho một tạp chí tuổi teen quốc tế về thảm họa thiên nhiên hoặc một tai nạn mà bạn đã trải nghiệm. Ví dụ như thế này. Vào sáng thứ 3 tuần trước, tôi đang đi bộ tới trường thì tôi nghe thấy một âm thanh rất là to phía sau tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy tai nạn giao thông. Hai xe hơi tông vào nhau và tài xế bị thương. Cái vụ tai nạn này còn gây hại cho hai chiếc ô tô nữa. Tôi rất là kinh hoàng. Sau đó tôi gọi cho dịch vụ khẩn cấp cấp cứu đó. Ngay sau đó thì một xe cấp cứu đến và đưa tài xế tới bệnh viện. Sau đó thì cảnh sát đến và tôi nói với họ cái gì đã xảy ra. Bây giờ tôi vẫn còn kinh hoàng bởi vì nó là một tai nạn thảm khốc. Ok, last Tuesday morning I was walking to school when I heard a loud noise behind me. I turned around and saw a car crash. Two cars crashed into each other and the driver were injured. The crash also damaged to the two cars. I was terrified. Then I called the emergency services. Soon an ambulance arrived and took the driver to the hospital. After that, the police came and I told them what happened. Now I am still terrified because it was a terrifying accident.
Rồi cái bài 7, 8, 9 của chúng ta tạm dừng tại đây.